Hôm nay là ngày 8 tháng 5. Thì em chào quý anh chị mình ha. Thì bữa nay mình sẽ quay một số cái mặt hàng ở vườn cho anh chị em mình mà có nhu cầu mua gửi tham khảo cái dạng cây. Thì cái dạng cây đầu tiên là những cái dạng cây mà rải lá tháo dây. Thì cái lô này là mình có khoảng 30-40 cây nha, là linh sam ha. Đây. Anh chị mình cứ chụp màn hình lại. Đó. Đây nè, đây cái này cũng đang chờ lại lá tháo dây cho nó nghỉ ngơi, nó khuyết dây quá anh chị em mình. Đây. Đây là linh sam sông Hinh. Đây, mấy cây này nữa là bắt đầu mình tiến hành lại lá tháo dây, cây này cây siêu bông. Đó. Lãi lá xong rồi mới tháo dây ra, cái nào khuyết tháo. Thì số anh chị em mình mà hỏi dây mà khi nào mà anh chị em mình tháo dây á, thì mình nói là khi nó khuyết là dây là tháo, còn không khuyết thì khỏi cần ha. Như cái này nó cái cành này nó trả lại là, nhưng mà cho cái thời gian nghỉ ngơi, nó khuyết dây vô quá rồi. Đó là cái dạng cây này, cái lô này là mình khoảng chậu 4 chậu 5 có khoảng 40 cây ha. Còn cái này, hàng này là hàng ít rồi, hàng này không có nhiều, có 1 cây à, hàng bự này, hàng này nó bự. À, mai chú thủy thì cái lô này 11 cây. Thì cây mà nó bự nó cao là do cái phí đóng đóng hàng nó trên lệch khoảng 200.000, cái do cái đi kiện á anh chị em mình. Thì có chụp màn hình, có thể do cái những cái trò vượt này nè, mình chưa có lãi ha, đang nuôi anh chị em mình để sắp xếp lại. Thì giá nó cũng tượng tiệu tới lên anh chị em mình ha, cái lô mai này nè, tại vì phí á, triệu gửi trung bình thì triệu gửi đó, trung bình thì triệu gửi. Hôm qua mình có báo thì có bạn nói là giá cao quá. Thì bình thường ha, cái người mà nuôi cây được á thì người ta sẽ tính cái chuyện khác, còn một người mà nuôi cây, nói chung là đa số là cây phôi này là dành cho những anh chị em mình mà biết nuôi coi gì chứ, nó to lắm nha bà con mình ha. Đây nè, cây này là cây 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 nhỏ của cái bầy á, mà cái tay em bóp nè, ở trên đây là bóp là 20 nè ha. Là tên ngọn nha, dưới gốc thì đương nhiên nó to hơn rồi. Thì cái lô này là em có 11 cây. Từ từ mình sẽ chào hàng những cái mai chiếu thủy này, là gọi là gò công nha. Anh chị em mình nuôi không quá 3 năm. Nếu mà biết nuôi không quá 3 năm thì nó sẽ ra cái tàn như cái này ha. Cái chi tàn nè, không quá 3 năm nữa. Cái này là 3 năm là tính từ lúc nhỏ anh chị em mình. Không quá 3 năm nữa thì nó sẽ ra được cây như vậy. À. Còn một cái nữa là những cái hàng mà linh sam siêu bông thường thường như thế này đây nè. Mai chú Thủy nhiều lắm nha, cái hàng đế này là khoảng 500 cây. Ha. Để mình đánh mã số mình lên cho bà con mình luôn. Còn hàng nhỏ này thì nhiều lắm. Hàng nhỏ này mình cũng đang đang định làm mini, cho nên mình giá mình bán cao hơn. Nó tên 500 ngàn cây nha. Số anh em mà nói là nhỏ mà sao mắc như vậy thì cái đó tùy nha. Cái này nói thiệt, cái cây kiểng này nó không biết bao nhiêu là rẻ, không bao nhiêu mà mắc thôi. Tùy anh em có nhu cầu mình mua. Cái nữa là linh sam 86. Thì số anh em mà mới chơi nói là hàng này hạt gạo, không phải, vườn em không có hạt gạo nha, không có hạt gạo. Hàng này 86 nè, mỗi cái tên giống nó có khác nhau. Đây là 86 đó, nghe mình cứ chụp cái màn hình vụ rộng này nè, nguyên cái này nè, có thể gọi trực tiếp mình lựa, tại những cái này nó còn tạo hình nữa chứ không phải là thành phẩm đâu. Đây
nó đang mới có vô có một hai nước dây à. À, còn một loại nữa là linh sam đế điều, à, cây giống. Số anh em hỏi mình có linh sam không, mình bán chiên linh sam à, đương nhiên là có, nhưng cái dạng cây anh chị em mình, ví dụ như dạng cây đế điều cắt lùn, à, đây là dạng cây đế điều cắt lùn. Bây giờ không thể nào mà giờ có mấy ngàn cây mà mình chụp hết cho anh chị em mình lựa được đó. Mà giá đế điều gì là không bao giờ dưới 500 nha, tại vì vô chậu thường này, lên tược nè anh chị em mình thấy không, đây nè, rất là nhiều số. Thì em có thời gian em vô cái chậu tái bằng cất chân như thế này đây, số hồi chưa vô thì nó còn trong chậu mũ ha. Dạ. Đây còn số này thì mới đem ra nắng nè, cắt xong đem ra nắng rồi anh chị em mình đang đem, còn nhiều đằng kia lắm. Ừ. Em số lượng em ngàn cho nên là hỏi có linh sam không là chắc cú là có rồi. Kế nữa là cái hàng mà tá hàng trắng hai màu, đây trắng hai màu, cái loại này là loại thường nè, trắng hai màu. Anh chị em mình thấy cái cây như vậy cái tuổi nó rất là già nha. Đó. Trắng hai màu. Cái mai chú Hỷ hôm qua mình chụp mình đánh mà số 3 hay số gì nè. Anh chị em mình cây này tương đối sạch cây nè. Ha. Đây đang bưng ra. Quay cho bà con mình coi cái lô mà linh sam. Nó anh chị em mình thấy không? Cây ha đang cắt đó. Rồi một dạng nữa để mình quay ra làm sao toàn bộ cho bà con mình coi luôn. À, hai cây mai, hai cây mai hôm qua đây, đây cây mai nữa, và đây cây nữa ha. Mai này gò công nha. À, một dạng nữa là linh sam hồng vô bầu, thì những cái này là bắt đầu gửi được cho anh em mình rồi ha. Thì giá của linh sam hồng gì là khoảng 300 ngàn cây nha. À, anh chị em mình mà có nhu cầu. À, còn cây cây phôi á, cây phôi, cây cây mà hồi nãy em nói lại lá tháo dây là như vậy nè, đang quá trình làm như vậy thì anh chị em mình không thể nào mà xem được ha, đang tiến hành lại lá tháo dây. Còn phôi mà phôi mà chưa có sữa nhiều lắm. Đây phôi, phôi để phía dưới ha, nhiều lắm. Bây giờ anh em mình mà hỏi mua thì chắc từ từ em sẽ đánh mã số lên em chào bán cho bà con mình. Nó nhiều quá nhiều. Còn mai chú Thủy đây. Mai chú Thủy ha. Anh chị em mình thấy không? Mai này vô chậu nè. Hôm nay cách nay cũng khoảng khoảng nửa tháng em có quay cái bài này cho bà con mình coi á. Đó. Anh chị em mình thấy đã vô chậu ha. Còn mé này thì chưa nè, để mình sẽ chọn ra rồi bắt đầu đánh mã số nha. Thì đang đang tính toán là có nên tỉa mấy cái này cho anh chị em mình coi hay không, tỉa cái những cành non nè hay là không cần tỉa, rễ nó bắt ra luôn rồi nè. Ha, bà con mình ha, rất là nhiều nha, nhiều lắm nha, đế 24 giờ hết, bà con mình thấy không, đây nhiều lắm nha. Mình mở cái đèn lát lên cho bà con mình coi đây. Đó. Không. Cái này là chưa vô bầu ha. Thì đang đang dự định vô bầu. Rồi. Thì gói gọn sơ sơ khoảng 10 phút. Còn hàng cây giống nó khác, anh chị em mình mua cây giống ở nói bán cây mua cây giống ha.
cây giống để mình ra hình thước mình quay cây giống cho bà con mình coi. Đi điều đem đó con. Cây này hồi lúc trước mình nói cắt đầu đinh đó, hôm nay là nó được như vậy nè anh chị em mình, trắng phất hồng. Nếu mà anh chị có từng coi cái video của em thì thấy cái ngọn này đang nuôi đây, mai chú hỷ cũng cắt đầu đinh hết ha. Mình ra cho bà con mình coi cây giống, cây giờ để ngọt đây, cây giống linh sâm hồng. Nói chung mà cây giống là tông bầu C6 anh chị em mình, rồi siêu bông nè, trắng hai màu đây này, siêu bông nè, trắng hai màu, rồi trắng hai màu mới vô, rồi mai chú hỷ bông vàng ha, bông trang. Rồi đó mình có trồng hai cây trang kiếp sen, hai cây cây bằng bông đằng kia đó. Anh chị em mình đó, linh sam là dễ cho nó có nhiều giống nha. 86 này siêu bông nè, tắng phát hồng, tắng hai màu, linh sâm hồng năm loại ha. Đây linh sâm hồng cái lô này là đang nhổ giao cho người ta bà con mình nè. Thì số lượng như vậy chứ em là số lượng linh sâm hồng là có tên chục nghìn cây nha, cây giống cây phôi đều có hết, siêu bông thì 30-40 nghìn cây đó, siêu bông linh sâm hồng, tắng phát hồng cũng có luôn, chỉ có 86 là bên em có ít thôi. Cho nên là gửi tới bà con mình xem, tại hôm nay mình thường xuyên đi đi xa, kêu cho công việc ở nhà có công việc cho nên là mình ít lên video cho anh chị em mình, cho nên là hôm nay mình quay tổng thể rồi bắt đầu có thể chia sẻ cho bà con mình dành 10 phút 10 12 phút để mình coi, để biết cái dạng cây ở vườn mình để mình để giao lưu với anh chị em mình ở gần xa ha. Cảm ơn quý anh chị mình. Mình sẽ còn Long Quân nữa, Long Quân Hà Nội nè, như vậy nè, hôm nay mình báo hết là nó chưa có dạng như là nó chỉ ra rễ phía đây thôi, được thôi chứ cũng không có già để giao cho bà con mình. Nó nếu mà anh chị em mình mà chấp nhận cái gì thì mình giao đó, Long Quân không có còn nhiều đâu ha. Hôm nay là ngày 8 tháng 5, nay là ngày 8 tháng 5 mà con mình đó. Đây rồi, còn sai thì em không có báo gì, gì thì khoảng hơn nửa mét đây. Cái cây giống là không có báo sai được ha, mình đưa lên nhiều trên đây lắm, ví dụ như kể cả linh sâm hồng không có báo sai được. Cái này nếu mà tính dưới bầu luôn là 1 2 3, nó khoảng nửa mét anh chị em mình trở lên, nuôi càng lâu nó sẽ càng cao ha, không có báo sai được. Cây giống mà đâu có một sai được. Rồi